Ok, hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là Gà đây. Và hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách sinh tồn trong thế giới One John. Yeah. Và lần trước mình cũng có sinh tồn trong thế giới này một lần rồi, nhưng mà là map khác nha. Ui trời ơi, tí rồi ạ. Thì trong cái thế giới này là chúng ta kiểu xuống phía dưới rồi sau đó tìm những thứ quan trọng để mà chúng ta sinh tồn ở trên cái hòn đảo này nha mọi người. Trên này thì chỉ có một chuồng cừu, có hai con cừu thôi, và muốn tìm được nhiều thứ thì mình cần phải xuống phía dưới kia. Đấy, dưới đó rất là nhiều thứ luôn. Rồi ok, không bao dòng nữa thì mình sẽ bắt đầu sinh tồn và khám phá cho mọi người xem thế giới này nha. Rồi mình sẽ chặt cây, sau đó là mình sẽ tìm cách xuống phía dưới. Mình thấy là ở phía dưới nó có một cái giống như là một cái mansion vậy mọi người ạ. Nó làm từ gỗ sờ sẫm mọi người ơi. Thì mình nghĩ đó là cái mansion thu gọn lẽ. Quan trọng là nó có Evoker không ta, sợ lắm á. Mới vô gặp Evoker là coi như toang luôn. Đấy, nó rất là mạnh mọi người. Nó chịu hồi hai con vét thôi là mình cũng đủ chết rồi. Mình sẽ chế tạo một cái bàn Reptin và một cái cúp để mình đào đá làm dụng cụ đá đây. Cái map lần trước là nó có nhiều thứ lắm ha. Đấy, mỗi tầng thì nó có một cái biome riêng. Ok, mới vô đã thấy than rồi mọi người ạ. Quá tuyệt vời. Nếu mà mình đào thẳng xuống thì chắc là không sao đâu mọi người ạ. Nó không rơi như là cái map lần trước đâu mọi người ơi. Cái map lần trước như kiểu nó có khoảng trống ấy. Nếu mà mình đào thẳng xuống là nguy cơ rơi tự do cao lắm mọi người ạ. Ok, mình sẽ chế tạo một cây cúp đá để đào đá cho lẹ mọi người ạ. Cây cúp gỗ này đào lâu quá. Ok, mình đã có rất nhiều đá rồi. Bây giờ mình sẽ lên phía trên chế tạo một cái lò nung, và sau đó là mình sẽ chế tạo một cái rìu làm bằng đá. Ok, rìu với cúp được rồi. À, một cái xẻng nữa ha, để mình đào đất cho nó lẹ. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục chặt cái cây này. Ở đây có một cái nguồn nước, nó có thể trôi mình xuống phía dưới mà không cần phải đào lóc. Nếu mà các bạn sợ chỗ này nó nguy hiểm thì có thể đào thẳng xuống ha. Lấy hạt giống này, làm một cái ruộng mini ở đây trước. Mình sẽ đặt cái đắp thêm ra và tiếp tục làm thêm dụng cụ. Hình như trên đây là vùng tuyết hay sao ấy, nó có tuyết này. Ok, mình sẽ đào cái chỗ đất này ra cho nó rộng. Quá rộng để chúng ta trồng trọt rồi mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ trồng lúa mì. Đây, mình sẽ đi theo nguồn nước xuống phía dưới. Ê, có cửa nè mọi người. Uầy, mansion thu nhỏ à. Mình sẽ vô phía trong coi thử nha. Ui, mới vô cho Ngọc Ender rồi. Có cà rốt này, có hắc diện thạch và có cả mí nữa. Ok, đây là tầng thứ nhất nha mọi người. Bây giờ mình sẽ lên phía trên. Mình sẽ làm vài số thứ rồi sau đó mình xuống phía dưới lại một lần nữa. Đập mấy cái cây này ra lại nha. Mình sẽ lắp đất qua bên đây nha mọi người. Đấy. Ui, nhìn xuyên vô luôn nè. Ảo ma thiệt. Rồi khi nào mà mình có thêm đá hay gì đó, mình sẽ mở rộng cái chỗ này ra. À, mình có cà rốt này, mình sẽ trồng cà rốt vô luôn. Bây giờ là mình sẽ đào hết cái chỗ đất này luôn. Chỗ đây có thêm một nguồn nước nữa này mọi người. Vậy là mình có thể đi qua hướng này á. Rồi mình sẽ lắp đất chỗ này nha. Lắp rộng ra để mà chúng ta chặt cây. Cây nó sẽ không rơi xuống phía dưới. Rồi khi nào mà có thêm block mình sẽ lắp qua bên kia luôn. Mình sẽ trồng thêm một cái mầm cây ở đây nữa. Ở đây một cây nữa. Mình cần chế tạo thêm một cái rương để bỏ vài số thứ linh tinh vô. Mình sẽ làm một tí đuốc. Ê, trời sắp tối rồi mọi người ạ. Nãy mình nhặt được sắt này, mình chế tạo kéo. Bây giờ mình sẽ tỉ lông cừu. Cái chuồng này không có cửa à. Vậy thì mình sẽ chế tạo thảm. Đây, để chỗ này chúng ta có thể nhảy vô đúng không? Có thể nhảy ra, đấy. Rất là tiện luôn. Và chết rồi. Chế tạo thảm xong mình không có đủ len mọi người ạ. Mong là mấy con quỷ cừu này nó sẽ mọc lông lại nhanh chóng. Khu đất bên đây thì mình cũng trồng thêm vài cái cây gỗ sồi luôn. Mình sẽ ăn quả táo và bây giờ mình sẽ xuống phía dưới đi theo cái nguồn nước bên đây nha mọi người. Xuống phía dưới coi thử có cái gì nữa. Ồ, chỗ này mình không với tới. Cái tầng ở phía trên là mình lấy rồi đúng không? Mình sẽ xuống tầng phía dưới. Đấy, tầng có Reaper với lại Scare nè. Nó hơi nguy hiểm tí. Ui. Man ơi, từ từ. À, chỗ này mình có thể đánh tụi nó được nè. Mình sợ con Scare nó bắn mình văng ra quá. Ui, có sách mọi người ạ. Rất là nhiều sách luôn. Ui, mấy con Scare luôn ấy chứ. Khá là khó khăn đây. Ê, cái này mà con Reaper nó nổ coi như là... Ui, nó nổ thiệt kìa. Do mấy quỷ Scare nè. Ê, nguy hiểm quá. Rất là nhiều quái vật ở phía trong. Còn đường nào để đi qua không ta? Ê, mình đào qua bên đây được nè mọi người.
bên đây nó còn đông hơn nữa. Ây da, chết mình, chết mình. Mình lên phía trên mọi người, nguy hiểm quá. Cái tầng thứ hai nó đông quá bậc hơn là tầng thứ nhất ấy. Mình sẽ chế tạo một cái giường. Ok, vậy là mình có thể ngủ được rồi. Bây giờ mình làm gì nữa đây? Xuống phía dưới đó lại hả ta? Mình sẽ đi đường này mọi người. Sau đó mình sẽ đào xuống phía dưới. Ê, đây đây đây, có đường rồi nè. Quan trọng là có an toàn hay. Ui, ủa, tính ra đây có len luôn á mọi người. Vãi chưởng thiệt. Có len sẵn mà mình coi là hết len, mình chờ cừu nữa chứ. Quái vật nó rất là đông nha mọi người. Không thể nào đi vô đó an toàn được mọi người. Đói quá rồi, mình nên xuống phía dưới luôn không ta? Ok, mình sẽ theo nguồn nước xuống thẳng phía dưới kia luôn. Để coi phía dưới kia nó có gì nha mọi người. Hình như là chỉ có tầng đá sâu thôi. Mình thấy có một cái gì đó giống như là một cái thanh sắt vậy mọi người. Ui, nó cao thiệt á. Ê, giống cái thanh sắt cực kỳ luôn. Ôi thiệt luôn rồi mọi người, thanh sắt hay là tơ nhện. À, cái hang rồng mọi người ạ. Ở đây có sắt này, mình sẽ vô cái hang nhỏ này. Rồi, mình sẽ khai thác sắt nha mọi người. Ở phía trong chắc là hang gì đó. Có thể là một cái dungeon có lồng spam. Đây mình đã tới được cái tầng hang rồng rồi mọi người. Chắc là có đồ ở phía dưới. Ui, lồng spam thiệt luôn mọi người à. Vãi chưởng, sao mình đoán đúng vậy. Ở phía đây, ui, thêm lồng spam nữa. Ở nhưng mà nó không có spam ra được. Chắc là do cái khu vực này nó sáng quá. Khoan nha. Ê, sao mình lú vậy ta. Ba chỗ có lồng spam luôn. What. 1, 2, 3, ok. Chắc là còn một cái bên đây nữa. Ê, đúng như mình nghĩ luôn. Đầy đủ luôn mọi người à. Đây là con gì vậy? Con Stray à. Ok, có Scare, còn có Stray nữa. Ở bên đây có thêm nữa à. Ở bên đây là đang ngồi luôn rồi. Hình như là ở phía dưới hết rồi hay sao mọi người. Mấy cái dungeon này nó chỉ có lòng spam thôi, chứ nó không có rương mọi người à. Và mình sẽ xuống thêm nha. Hình như có một cái hang thì phải á. Ok, đúng như mình nghĩ luôn, có một cái hang ở dưới này. Và hang này nó chỉ có nhiêu đây thôi. Vậy là hết rồi mọi người à. Ui, bây giờ lên phía trên nó mới cực khổ này. Ui, mình vừa lướt qua kim cương á mọi người. Ê, kim cương nước rồi. Mình sẽ bơi ra phía này một tí. Ê, khoan khoan, mới thấy cái vùng gì đó, cái vùng xanh xanh. Ok, vậy là có thêm một cái vùng xanh ở đây nữa mọi người. Ở đây có một cái hang nước. Ủa, vậy là chết rồi. Phải đặt lóc qua bên kia mọi người ạ. Ok, đây mới là nguồn nước dẫn mình lên phía trên khu vực của mình này. Dạ, mình đã tới. Và bây giờ mình sẽ nung cái chỗ sắt. Đói quá mọi người à. Lúa thì nó chưa mọc, cà rốt cũng vậy luôn. Ok, thế là đã đủ 3 cục sắt. Mình sẽ chế tạo một cái cúp sắt mọi người, để chúng ta mai những cục kim cương. Mà mình vẫn muốn xuống cái chỗ mansion quá. Mình nghĩ là nó sẽ cho mình thêm mấy cái rương VIP ở dưới đó nữa. Bây giờ đói quá mọi người à. Đợi cái cây kia nó rụng táo thì chắc cũng năm sau luôn á. Mình sẽ xuống phía dưới tìm kim cương. Đúng như mình nghĩ mọi người à. Cái khu vực này nó sáng quá, cho nên là tuổi vật nó bị respawn hết rồi. Và mình sẽ lấy sách. Sách này là đủ để mình enchant luôn á. Enchant full dòng luôn á mọi người. Tuyệt vời không? Ủa sao không có rương ta? Vậy là cái mansion này nó chỉ có một cái rương thôi mọi người ạ. À quên, ở phía dưới còn. Còn một tầng nữa mọi người ạ. Mình cứ tưởng là hết rồi chứ. Rồi bây giờ mình sẽ xuống cái tầng đó nha. Mong là cái tầng đó nó không có quái vật mọi người. Ê, vậy rất là nhiều tiếng quái vật luôn. Đập vô lóc thử nè. Ê, cái tầng này có rương nè. Mong là không có con Scare. Ui, con Scare nó vừa xuất hiện mọi người ạ. Sợ vãi. Rồi lắp lại đi. Rồi mình sẽ xuống phía dưới cái chỗ kia đào mấy cục kim cương. Mấy cục kim cương đang chờ mình đó. Nó đấy mọi người ạ. Không biết là bao nhiêu cục đây. 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên. Ok, được 4 viên kim cương chỗ này mọi người ạ. Và chúng ta còn một chỗ nữa. Ồ, có thêm đồng mọi người ạ. Mà đồng để làm gì đâu, đúng không? Đào than nó còn ngon hơn là đào đồng ấy. Thôi, mình không đào đồng nữa đâu. Mình sẽ xuống phía dưới đào thêm kim cương. Đây rồi, mình đã thấy.
nhìn sơ sơ là ui mình bị rơi các bạn à, may thiệt. Nhìn sơ sơ là được 3 viên kim cương rồi đó. Ui, ở phía trong vẫn có nha. Vậy là được 8 viên kim cương mọi người. Quá xịn sò. Ở phía trong có thêm sắt nữa này. Ê, mình vừa thấy con cá đúng không? Mà sao con cá nó spawn ra được hay vậy? Vãi chưởng thiệt. Đây mọi người ạ, à, một con cá hề. Và mấy cái lồng spam á, các bạn đừng nên đập ra nha. Tại vì đây là sinh tồn mà ở trên trời, cho nên là mấy cái lồng spam nó hiếm lắm mọi người. Để mà chúng ta tận dụng farm cái kiểu á. Mình thấy có than. Ủa không phải than, đá sâu nó đen nên mình cứ tưởng than ấy. Có cục vàng ở đây nè. Ê, con cá nó vừa rơi xuống kìa. Nhìn đáng sợ vãi. Ui, chết mình. Ui vãi à. Con cá bạc nó bơi được không? Chắc là không đâu mọi người ạ. Hang vòng. Ôi thôi xong rồi. Ui đông thật sự. Ê. Chết. Ôi, có tưởng nó bơi theo mình chứ. Sợ vãi. Trên đây chúng ta có đất sét này. Rồi khối rêu nữa. Và mình sẽ lấy cây rìu ra. Chuẩn bị chiến đấu với tụi nó mọi người. Tụi nó chết hết chưa ta? Nó không bơi được đâu. Nó là cá bạc mà. Rồi cắm đuốc vô cho nó an toàn này. Dạ, chúng ta có 5 cục bắt sẵn, 7 cục nữa thôi là có thể đánh rồng. Ui, sao nó spawn nó được kìa. Mình cắm đuốc nhiều rồi mà. Ê, nó đụng nhẹ cũng chết nữa nha. Từ từ thôi. Chết mày nè con. Ê, nó tự chết rồi. À không phải, nó nhập vô cục đá chứ. Ui, cá đóng đồ luôn. Đây, chân lý đây. Mình sẽ ăn một trái táo vàng nha mọi người. Mình sợ mấy con cá bạc nó tấn công quá. Đấy, vừa nói. Lấy cái xiển, gõ vào đầu mày nè con. Còn nữa, nó cứ vỡ mấy cái trứng ra thì nó xuất hiện mọi người. Rồi, thế là mình đã có bao nhiêu ngọc Ender ta? Ở nhà mình có 3 cục nữa thì phải. Mới có 5 cục thôi, vậy là chúng ta cần thêm 2 cục nữa. Dạ, con này khó đánh nó vậy. Ui, chạy. Nó nở thêm mọi người ạ. Rồi, cho tụi cá bạc tấn công cá thường đi. Càng ngày cá hề nó càng xuất hiện nhiều. Để mình coi khu vực nha. Cái này có hiện khu vực ở đâu? À có luôn mọi người ạ. Nó có khu vực đàng hoàng luôn. Như là loot kép hay là forest nó có hết đi. Là nếu mà các bạn ở chỗ cái loot kép này thì các bạn có thể tạo ra một cái hồ. Và sau đó mấy con axolotl hay là cá nó sẽ tự spawn ra mọi người ạ. Thì ra là vậy. Bảo sao bây giờ nguồn nước của mình toàn là cá hề. Đấy là chỗ loot kép nó spawn ra được ấy. Mình sẽ leo lên phía trên. Hồ được tí máu rồi. Nhờ táo vàng á. Thôi là các bạn có cắn chết nãy giờ ấy. Ôi, mình đang ở đâu vậy? Đây có phải là nguồn nước lên phía trên đâu? Chết rồi. Ui, nhảy hụt mọi người, tí chết. Mình sẽ đặt lóc từ từ lên phía trên. Mình còn nhiều lóc lắm. Đây nè. Mình có thể làm một cái cầu thang để lên phía trên luôn á. Ok, mình đang đào thang và có sắt kế bên luôn. Quá tuyệt vời. Ui, rất là nhiều quái vật ở phía trong luôn. Đáng sợ vãi. Thử đào một lóc xem. Ui, anh sờ ke ơi, tha em. Ây da. Trời ơi, thế là mọi thứ đều rơi xuống hết rồi. Ôi ơi, tính ra nó bắn mạnh thiệt chứ. Đấy, hung thủ vẫn còn ở phía dưới. Mình sẽ xuống mình trả thù. Không biết là kim cương của mình còn hay không nữa. Mắc rất là nhiều đồ VIP của mình luôn. Ui, con quỷ, chết đi. Ui, thôi xong rồi. Nó trôi theo dòng nước này là hiểu luôn. Mình chỉ còn cái sẻn này, cái cúp táo vàng, quyển sách, không thấy kim cương. Than thì vẫn còn một ít này mọi người. Tại sao nó lại rơi kim cương? Nó không rơi mấy cái thứ khác đi. Ok, 32 cục than. Tính ra mình đào khá là nhiều than á. Rồi, thế là chấm hết mọi người ạ. Có vẻ như sinh tồn trong thế giới này mình khá là xui. Không còn cái gì nữa. Đấy, mọi thứ đều rơi xuống The Void hết rồi. Tự nhiên về không về đi đào cái cục lóc chi cho con Scare rơi xuống giết mình. Mình vẫn còn niềm tin là kim cương nó rơi ở mấy cái cục đá này. Chắc là không đâu mọi người ạ. Không lẽ hên tới mức đó đúng không? Tại sao
những thứ quan trọng như là khoáng sản nó đều rơi xuống The Void hết. Nó không rơi những cái mà dở đi như là cái sẻn đá nè, rồi cúp sắt cũng được. Mình có thể chế tạo lại. Ê, cái gì đây? Ui, khu mỏ à? Trong này cũng có khu mỏ nữa mọi người. Chết chết, mình nên làm đuốc mọi người. Bây giờ mình cắm vô cái lồng spam. Hello nhện, đây là nhện hang nha. Có một cái rương, quá tuyệt vời. Ui, đền bù lại cho tôi à. Ui, tính ra nếu mà mình còn kim cương hồi nãy là mình được mười mấy viên rồi á. Nhiều lòng spam á, mình đập bớt nha. Tại vì con nhện hang này nó cũng y chang con nhện kia thôi. Nó cũng rơi sẽ chỉ với lại mắt. Mà mình nghĩ là mấy cái lòng spam đó nếu mà các bạn chơi lâu á thì tận dụng được. Còn mình không chơi mình cứ đập vỡ cũng được. Chúng ta có thể làm cổng đi ngục ở đây. Ở đây có lava này. 2, 4, 6, 8. Ồ, 10 nguồn luôn. Vậy là đủ làm cổng. Ê, có rương này. Ui, lại thêm ngọc Ender nữa. À, vậy là chúng ta có thể tiêu diệt được rồng Ender trong thế giới này đơn giản luôn. Đủ ngọc Ender đúng không? Các bạn chỉ cần tạo cái địa ngục. Vô trong địa ngục á, thì mình nghĩ là nó sẽ có cái forget, cái bên các bạn luôn. Đấy. Rồi sau đó là tiêu diệt quỷ lửa thôi, đơn giản đúng không? Xùi quá, tự nhiên chết, mất hết kim cương, thấy ngán game ghê. Bây giờ mình sẽ chế tạo cái kiếm mọi người, trả thù mọi người ơi. Lên chọn tụi nó. Ok không? Dù gì thì mình mất hết mọi thứ rồi. Mất hết những thứ VIP ở trong thế giới này là mình không có muốn chơi nữa rồi. Có kiếm kim cương rồi, dễ sơi tụi nó mọi người. Mình sẽ chế tạo một cái rìu luôn. Rồi một cái mũ để bảo vệ cái đầu. Bảo vệ cái đầu khỏi con scam mọi người. Còn tí sắt này. Phải trả thù mới được. Thù này không trả không phải là gáp mọi người ạ. Ủa trên đây cho yên cử kim cương làm gì? Phải trưởng thiệt ha. Rồi chế tạo cái giày. Đấy chúng ta có một tí áo giáp rồi đó. Rồi phục thù thôi mọi người. Có khiên rồi. Chả sợ mấy con scan nữa. Rồi săn đấu Enderman à. Ủa. À con Reaper phía trên. Dễ gì mà bắn hạ được ta. Ui hai bên luôn à. Ui may quá cái rương vẫn ok. Không sao hết. Lấy kiếm kim cương ra xử nào. Ủa lộn. Kiếm kim cương không lấy, lấy cây cúp à. Yeah chúng ta có thêm ngọc Ender. Ủa sao nhiều ngọc như vậy. Ok vậy là hết rồi mọi người. Chúng ta có thêm vài số thứ trong cái rương này. Mình sẽ lên phía trên. Bye bye. Rồi bây giờ mình có thêm hạt củ giờ. Mình sẽ trồng vô cái ruộng của mình. Trồng thêm cà rốt luôn. Mình sẽ đi đào kim cương mọi người ạ. Đào thêm một viên nữa để làm cái cúp kim cương. Thiếu cái áo giáp thì không sao. Có áo giáp ngay vào luôn. Mình sẽ nung vàng lên chế tạo áo giáp vàng. Hoặc là mình sẽ xuống dưới kia. Mình đào thêm tí sắt nữa. Rồi quyết tâm làm cổng địa ngục. Mình sẽ vô địa ngục cho mọi người xem ở phía trong địa ngục nó có cái gì nha. Rồi lại quên đem lock mọi người ạ. Quả trưởng mình ghê. Rồi cố gắng đào vỡ cái lock này nha. Mình sẽ cố làm full áo giáp sắt. Mình vẫn tin là phía bên ngoài nữa sẽ có thêm kim cương. Nếu mình nhìn kỹ một tí. Vậy là nó bắt buộc mình phải đi về rồi. Ok vậy thì mình sẽ dùng vàng mình chế tạo áo giáp luôn đi. Đây. Như vậy cũng đỡ. À đúng rồi, mình vô địa ngục mình mặc một đồ vàng cũng được. Bitlin nó sẽ không tấn công mình đúng không? Dạ yeah, và mình sẽ lấy gỗ chế tạo một cây cúp mới làm từ sắt. Rồi nung cái chỗ sắt này lên. Sau đó thì mình sẽ chế tạo cái xô. Ba cục sắt đủ để mình chế tạo cái xô này. Rồi bây giờ mình sẽ múc nước. Mình sẽ xuống lại cái chỗ mà có nhiều lava á. Mình làm cổng với đó nha mọi người. À đúng rồi. Bật lửa. Mình còn thiếu đúng một cục sắt mọi người ạ. À mà nãy giờ mình cũng chả thấy sỏi nó nằm ở đâu luôn. Khó vậy ta. Để mình xuống phía dưới mình tìm sỏi nha. Phải có sỏi mới có đá lửa. Chứ không thôi là không biết bật lửa lên như nào luôn. Đây là sỏi đúng không? Ủa đây đúng rồi. May quá mọi người ạ, có sỏi rồi mọi người ơi. Cái tưởng là không có chứ. Mình tin phía trong vẫn có cái gì đó. Đây rồi, có sắt rồi mọi người à. Cuối cùng cũng có thể làm cái bật lửa. Và đây mình đã trở lại. Và bây giờ mình sẽ nung cái chỗ sắt này lên. Sau đó là mình lấy vàng. Mình nung thêm vàng chứ. Các bạn biết mình nung vàng để làm gì không? Mình chế tạo cà rốt vàng. Đấy, tại vì mình thiếu khá là nhiều thức ăn. Dù mất hết kim cương nhưng mình vẫn có động lực để mà mình tiếp tục chơi mọi người ạ. Rồi mình đã có bật lửa. Và vàng thì mình sẽ tách thành hạt vàng này.
sau đó bỏ cà rốt vô chế tạo cà rốt vàng. Bây giờ mình sẽ bỏ block linh tinh vô đường. Ok, chúng ta lại xuống phía dưới nha. Đây là cái chỗ có nhiều lava nè. Đó, tuyệt vời không? Mình sẽ làm cổng nha mọi người, ngăn cách cái chỗ lava này đã, lỡ mày nước nó chảy vô là toan hết luôn á. Rồi đặt lóc cao lên phía trên, sau đó mình đổ nước ở phía trên chỗ này. Rồi múc lava đổ vô thôi. Ui thôi xong rồi. Các bạn ơi, mình lỡ đổ nhầm một bên rồi. Mà không sao đâu, nó vẫn không hư hại gì tới cái cổng đâu mọi người. Mình sẽ đổ nước chỗ này nè. À mình có cục này mà, mình đặt vô thêm. Đấy, thế là mình đã hoàn thành cái cổng địa ngục rồi nha mọi người. Đấy. Yeah, mình đã đi vô được địa ngục mà không cần có cúp kim cương. Ê, cái cổng này có lố không vậy? Ôi quá là nhiều tiếng quỷ lửa luôn. Mình biết ngay là pho chết nó nằm kế bên mà, nhưng mà quỷ lửa nhiều quá nó hơi lố mọi người ơi. Trời ơi, quỷ lửa nè, nhìn quỷ lửa nè mọi người. Ui, chắc là mình sẽ tiêu diệt được hết. Ui tôi xong rồi. Ui mày quá, mình chưa chết nha mọi người. Như vậy nó sẽ an toàn hơn. Ui ui, quá trình tiêu diệt quỷ lửa để lấy que nó hơi khó một tí. Ây da, ui thật sự nãy giờ mình đánh khá là nhiều mà chỉ rơi có một que như vậy à, mình chưa nhặt được nữa chứ, khổ thiệt. Chạy chạy chạy, lửa cháy đau quá. Rồi lại thêm một trái đá vàng nữa. Mình cần 6 que lửa mọi người ạ. Ủa đâu ra, cần 1-2 que là được rồi. Ok bây giờ nó cao quá mọi người, mình không đánh tới, đợi mình một tí nha. Giáp thì không hư lắm nhưng mà cái khiên nó hư nhanh tại vì mình đỡ nhiều. Mình sẽ lấy cái khối này rách này ra làm cái khiên. Có một con cái bên này. Ý, que lửa đâu? Ây da, da, chạy 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 chạy. Thôi xong, máy cho tao vàng đi công cấp luôn mọi người. Ê nó spawn nó thêm kìa. Ôi tôi ủa vậy là địa ngục này không có mai heo à? Làm cái tưởng có rồi, chế tạo áo giáp cái kiểu. Mong là mấy con quỷ lửa nó sẽ đi tới gần mình. Rồi làm cái khiên chỗ này cho nó chắc chắn một tí đã. Mình cũng chả có cung, cũng có mũi tên đâu, nên là cứ tấn công bằng kiếm đỡ thôi. Rất là khó khăn mọi người ạ. Ui lửa à. Thôi xong. Đủ rồi, mình đã đủ rồi mọi người. Đây làm 7 mắt nha. Rồi đi về thôi mọi người. Đây rồi, may quá, khó khăn cuối cùng cũng qua. Thế là mình có thể đánh rồng rồi nha mọi người. Đấy, kích hoạt được cái cổng. Còn về cái phần đánh rồng thì chắc là không thắng nổi đâu mọi người. Mình chỉ là kích hoạt cánh cổng lên thôi, chứ đánh rồng thì đồ như vậy sao đánh. Rồi, không sao hết, mình đã vô được phía trong. Bây giờ mình đặt mắt vô. Game. What? Ủa, là sao? Rồi tôi vẫn không hiểu lắm nha. Tôi đặt xong mắt rồi mà tại sao cái cổng nó không kích hoạt? Ê, cái gì đây? Ôi, con vịt này xây xấu vậy? Ông nào xây thế? Trong này vẫn còn cái rương à. Một căn phòng bí mật mọi người à. À, mình biết tại sao mình không vô được rồi. Lý do là đây mọi người à, mình đặt mắt không có đúng hướng. Đây, cái cổng ông tác giả ông làm lỗi chỗ này nè mọi người, đúng không? Đáng lẽ đặt lóc á. Đây, mình sẽ chuyển qua sáng tạo nha. Lấy cái này, rồi đặt ở phía trong nha. Mình phải đặt ở phía trong như vậy. Đó, là mình đặt cục mắt á, nó sẽ đúng hướng. Đấy, cái này phải mình đặt ra đâu, tác giả đặt mà. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt cục mắt vô thử nha. Là kích hoạt được nè. Ủa, vẫn chưa à? À, là cái này nữa, cái này sai hướng rồi nè. Đấy, thấy chưa? Có phải do mình đâu, hồi nãy mình đặt mấy cái hướng này cũng sai mà.
đặt mắt nó không liên quan đâu, là do cái cổng này. Ủa rồi có ai đánh rồng được cái map này không ta? Ê, thế là mình không kích hoạt cái cổng mọi người, mà vô đây cũng chả đánh rồng được đâu, tại vì mình thiếu mũi tên cái kiểu này, đấy không phá vỡ được mấy pha lên này đâu mọi người. Rồi mình chơi tới đây thôi nha mọi người, và các bạn thấy sinh tồn này như thế nào thì đừng quên để lại comment ở phía dưới cho mình biết nha. Bye bye và hẹn các bạn vào video mới đáp lần sau.